Xin chào tất cả các bạn đang đến với series Hacom Q&A. Đây không biết là số thứ 6 đúng không? Số thứ 6 rồi chị ạ. Vâng. Xích xích xích. Xích rồi. Đó. Thì nói chung là cái chương trình ấy, Q&A này là cái chương trình bạn có câu hỏi, chúng mình có câu trả lời để đáp ứng được cái nhu cầu gọi là đưa ra những thông tin cho anh em có thể biết được. Q&A. Đúng không? Mọi chương trình Q&A của dạ vâng, theo như chị Phương là boom. Question hay là answer đúng không? Đúng rồi. Đấy. Thế nên là hôm nay chúng ta cùng bắt đầu tiếp tục với những câu hỏi, những gọi là những hao muốn, những mong muốn là được trả lời của các bạn ở trong comment nhá. Thì trong số này chúng mình vẫn lọc ra được khoảng tầm 6 câu hỏi. Những bạn hỏi về những vấn đề liên quan tới CPU này, tới ổ cứng này, cách đọc ổ cứng này, và những cái cấu hình này nó có liên quan với nhau không, có hấp cân được không, chơi được không. Và hãy cùng bắt đầu bằng câu hỏi đầu tiên nhá. Ok, câu hỏi đầu tiên đến từ bạn Minh Nguyễn. Đó là tại sao ổ cứng 1TB nhưng mà xem trên máy chỉ được hơn 900GB ạ, chứ không phải đúng là 1024GB. Cái câu này hình như trong một cái live stream có một bạn gần đây nhất thì một bạn ấy cũng hỏi. Thực ra là mình rất nhiều bạn sẽ gặp phải trường hợp này, nhất là thực ra laptop hay PC thế đúng không? Tất cả mọi thứ đều như thế mà. Tại vì là nó sẽ có cái sự khác nhau về cái gọi là cái chuẩn đo về cái dung lượng đúng đấy rồi. Đối với hãng mà sản xuất cái ổ cứng đấy, cái thiết bị lưu trữ đấy, thì họ sẽ đo bằng là base 10. Còn đối với mà cái thiết bị nhận, đó là máy tính của chúng ta, PC, laptop vân vân, thì nó lại đo bằng thiết bị là base 2. Thế nên nó có sự khác nhau về cái này, nó chỉ là đơn vị thôi. Chị Phương nói thì cũng chưa kỹ lắm để cho các bạn có thể hiểu. Ví dụ như là base 10 là bao nhiêu đúng không? Base 10 thì ví dụ 1TB tức là 1000 tỷ byte. Tức là họ tính là base 10, 1000 byte mới là 1 KB em nhá. Còn với base 2 thì sẽ là 1024 byte thì mới là 1 KB. Đấy là cái gì mà Windows sử dụng. Còn đấy là cái gì mà các hãng sử dụng là base 10. Cái việc tại sao hãng sử dụng base 10 ấy, đơn giản là để cho gọi là họ có thể có được con số to hơn về ổ cứng, tức là con số dễ dàng đo đạc hơn. Ví dụ như là 1TB. Kiểu nó chẵn. Nó chẵn, còn cái kia nó bị lẻ mất. Và nó lẻ, thế thì điều đấy sẽ khiến cho các hãng không cần phải cho nhiều dung lượng đến như thế nhưng vẫn đạt được một con số kiểu rất là ấn tượng, ví dụ là 1T, 2T, 3T, 4T, 5T, 8T kiểu như vậy. Và nhưng mà tức dù anh em ta nói cho nữa, đút vào trong máy tính nó sẽ có một cái mức dung lượng thấp hơn. Đây nó chỉ gọi là trò lừa của tư bản anh em ạ. Nhưng mà thực ra là cũng tại vì đã có cái quy chuẩn là base 10 ra thì nó không có nghĩa là nó sai đúng không? Vâng, nó cũng không nghĩa là nó sai, chỉ là họ đã nó sử dụng cái đấy đúng không? Họ sử dụng cái đấy để được marketing tốt hơn thôi. Đấy. Đấy. Nói chung là mình nghĩ là theo một cái hướng tích cực là họ dễ tính hơn thôi. Vâng. Đỡ bị lẻ lẻ 24GB, nhưng mà thực ra 24GB cũng là một con số rất là lớn để chúng ta có thể lưu trữ file đó. Ok, đấy là câu hỏi đầu tiên nhá. Đó là sự khác nhau về cái đơn vị đo giữa hãng với cả là cái đơn vị sản xuất laptop và PC đấy, cái đơn vị nhận của chúng ta. Đơn vị sử dụng của các hãng ổ làm cứng và đơn vị sử dụng của các hệ điều hành. Ok. Còn câu hỏi thứ hai đi nhỉ? Của bạn Một Chút Đam Mê. Liệu rằng Z53 có cân được với cả i7-12700K không bạn ơi? Ok, thì chiếc Z53 ấy, gần đây chúng mình có một cái video về cách sử dụng kiểu Z53, Z63 và Z73 ấy. Bạn xem nhá, là kiểu về chị driver các thứ kiểu ấy. Cái video chủ nhật vừa rồi đúng không? Vâng, đúng rồi. Hướng dẫn cài đặt driver. Sắp tới chị Vương còn cài đặt rất nhiều loại driver khác. Đấy là một series mới của chúng mình nhá. Ngoài series Q&A này với cả series tư vấn thì chúng mình sẽ có thêm cái series làm sao để sử dụng hoặc là hướng dẫn để sử dụng, để các bạn có thể là trong quá trình sử dụng máy tính của mình nó thuận tiện hơn. Thực sự là đúng ấy, những cái đấy mình thấy rất là cần thiết. Như kiểu chị một người dùng laptop nhưng bảo là cái drive với gì, có nghĩa là mình không để ý đến mấy cái đấy luôn đấy. Xong đến lúc mà sửa rất là khó, hoặc là cái rất là khó. Hoặc là lên trên mạng tìm nó có rất là nhiều cái sự lựa chọn mà mình không biết được là cái nào nó mới chuẩn. Rồi quay trở lại với câu hỏi. Rồi, thì cái Z53 của bạn bảo ấy thì nó là một cái tản nhiệt 2 fan chị Vương ạ. Đấy, tản nhiệt 2 fan 120, tức là tản nhiệt 240 ấy. Thì mình cũng lắp khá là nhiều vậy nhỉ. Mình lắp khá là nhiều các phiên bản i7 với cả tản nhiệt 2 fan rồi. Thì em thấy là nó cũng khá là ổn áp trong chơi game. Tức là chơi game nó chỉ khoảng 60 độ, khoảng 60 độ, 60 độ kiểu ấy. Chỉ 60 độ trên 60 độ thì thôi. Khi chơi game như thế. Nhưng mà mỗi khi mà bật kiểu benchmark các kiểu lên ấy, hoặc là chạy render ấy, thì nó cũng khá là nóng đấy, khoảng tầm 90 tới gần 100 độ C. Thế thì nóng quá. Tức là thì không gọi là nóng quá, mà là nó ở đúng cái mức cấu hình mà Intel kiểu bảo là đấy là có phải là nóng rồi đấy, mày không nên lên cao nữa. Đấy. Thế chẳng lẽ lại lên hơn 100 độ? Có lên 100 độ mà chị. Trời cứ quá 100 độ là nó bị thermal throttling, tức là nó sẽ bị giảm xung xuống, giảm hiệu năng xuống để có thể bảo toàn cái nhiệt. Thì nếu mà để có đảm bảo được hiệu năng tốt nhất, mát mẻ nhất thì bạn nên nâng lên một cái tầm cao hơn. Z63 là phiên bản 280 này, hoặc là Z73 là 360 bạn nhá. Thêm tí tiền thôi. Thì chúng ta sẽ được một hiệu năng tốt hơn. Ok nhá. Còn nếu như mà bạn chưa có tiền thì bạn sẽ chỉ thể chơi game chứ đừng làm việc hardcore nhá. Kiểu đừng có chạy benchmark và đừng có điều render nhiều. Đừng benchmark chạy thâu đêm suốt sáng nhá. Đừng như bạn nào trong cái số gần đây nhất là kiểu chạy nguyên một tuần. Mark, đúng rồi, 3080, 3090 rồi đấy, nguyên tuần. Ok. Rồi, tiếp theo câu hỏi của bạn
gì đấy, Lệ TD. Lệ TD. Không biết. Lê Thùy Dương rồi. DD mà, không phải D đâu. À. Lê Thái Đức rồi. À, nghe hơi hợp lý đấy. Ok. Bạn ấy hỏi là CPU rơi hỏng, rơi thì có hỏng không không anh chị? Thì thực sự là cái này nó còn tùy thuộc vào cái đúng, rơi của bạn nó như thế nào nữa. Đúng rồi. Nó kiểu muôn hình vạn trạng sau cái sự hai cái sự va chạm vào nhau đấy. Ví dụ như là bạn rơi mà nó không bị hỏng tụ, bạn rơi mà nó không bị gãy chân, đúng không? Lắp vào kiểu nó không bị méo mó, nó chỉ bị hỏng về mặt hình ảnh ấy, nó không ảnh hưởng gì đến một cái gì mạch ấy. Nói chung là chỉ rơi xuống mà nhìn trông con CPU vẫn như thế thì nó đấy, lúc mà gắn vào nó vẫn lên hết, nó vẫn nhận hết tất cả mọi thứ thì ok là nó không sao, nó chỉ là có thể là giảm một xíu mà tuổi thọ vì nó có sự va đập thôi. Còn nếu mà thực sự là nó cong một cái chân thì ví dụ chẳng như là bẻ mất cong mất cái góc của con CPU thôi là các bạn mất một số cái gọi là kết nối ở trong con CPU rồi, tức là bạn to lời nhà ma rồi. Hoặc là giống kiểu gãy một cái chân là, đúng rồi, là bay luôn đấy, là overnight của bạn luôn đấy. Còn cái con CPU ấy thì được mệnh danh là một trong những thành phần gọi là có tuổi thọ cao nhất trong các bộ máy. Con CPU sống lâu lắm, những con CPU 710, những con CPU 3 số tức là dòng đầu tiên của Intel bây giờ vẫn còn hoạt động được cơ mà. Những con quad core, core 2 hiểu vẫn hoạt động được cơ mà. Cái có những thứ ví dụ như là rơi phát có khả năng cao rất là hỏng, chị biết là gì không? Ổ cứng, đúng rồi. Nhất là HDD, cái kiểu mà gắn SATA luôn. Chị phải hiểu nhá, đã em vứt một cái ổ cứng từ tầm đây xuống cái giường em, xong không sao nào luôn. Em vứt luôn. Không, em kiểu Thả xuống giường ấy, thả xuống giường ấy. Xong nó hỏng luôn. Tại vì bình thường HDD chị thấy là nó cái sự liên kết linh kiện của nó với nhau đã, nó có sự gọi là hao mòn. Nó có một cái đĩa nằm bên trong đấy, mà nó chỉ cần lệch luôn phát là thôi, bye bye. Ồ, tạm biệt các bạn. Nói chung là đồ điện tử thì các bạn vẫn tránh là không nên rơi vỡ. Còn bạn muốn test là nó có hỏng hay không thì bạn phải cắm vào, bạn mới biết được nó hỏng hay không chứ, đúng không? Nói chung là đồ điện tử đừng drop test bạn nhé. Ok, câu hỏi số 4 nào đi. Chắc là mẹ Thành Thơ rồi. Ok, cấu hình của bạn ý là i3-12100F này, main B680 Asus, 2 thanh RAM, team group 8GB. À đùa trời nổ, quá tuyệt vời, quá chuẩn, 3200 luôn. SSD Kingston NV1 500GB. Ui, PCIe hợp lý đấy. M2 này, Vega 2060 hợp lý. 6GB luôn. Nguồn hơi tèo, nguồn Infinity Echo 650W. Chơi game eSports Full HD nó ổn không? Ui dồi ôi, i3-12100. Nguồn hơi tồi, hơi tèo. Có mỗi nguồn hơi tèo thôi. Nhưng mà nói chung nhá, tất cả những thành phần trong bộ máy này của bạn rất là ngon. Nếu mà hơn nhá, chị Phương bây giờ muốn mua PC nhá, để một combo cực kỳ là tốt luôn. Bây giờ cái bộ này khoảng tầm 12 triệu, 13 triệu rồi. Có Zener được không? Zener được, Zener dư luôn ấy, hứa. Nhưng mà chị nên loại gọi là CPU i2-12100F để có được cái... i2? Không, không, 12100F, à 12100F để có được cái FreeSync, cái QuickSync của Intel. Tức là sử dụng các onboard ấy. 12 triệu thôi á? Có khoảng tầm 12-13 triệu thôi, tùy vào mức sale của chúng mình. Đấy, tại vì HACOM ấy là có rất nhiều cái chương trình sale khác nhau. Mà đặc biệt là sắp có chương trình, những chương trình như là của Back to School BTS ấy các bạn. Đấy. BTS đấy. Ok, nói chung là con này Hoàn chỉ khuyến nghị là bạn Thanh Thơ của chúng ta là nâng cấp nguồn lên một xíu. Đúng rồi, còn nhá, bộ máy này chơi eSports Full HD thoải mái, chơi chạy nốc render thoải mái. Nhưng mà nhớ bớt Intel V ở trong BIOS cho mình nhá. Đấy là cái kiểu để bật cái gọi là virtualization, tức là giúp cho hỗ trợ cho bộ máy có thể giả lập được chứ. NOS là một cái phần mềm giả lập. Đúng rồi, NOS là giả lập điện thoại. Đúng rồi, giả lập điện thoại để chị vô chạy ad ấy. Ok. Tiếp theo là câu hỏi số 5 của bạn Quang Nhật. Bạn ấy hỏi là RX 6600 có cân được màn 240Hz không? Ui dồi ôi, bạn hỏi câu hỏi dễ thế, chị Phương phải trả lời luôn và ngay đây. Thực ra là nếu mà màn là Full HD thì các bạn hoàn toàn có thể cân được. Nhưng mà nếu mà màn 2K thì chắc là sẽ bị đuối đấy. Đúng rồi, 6600 nó mạnh hơn 2060 thôi. Mà nó yếu hơn 3060 một chút. 2060 Super ấy, mạnh hơn 2060 Super và yếu hơn 3060 một chút. Thế nên là nó sẽ rơi vào khoảng tầm chọn là hợp lý cho việc cả Full HD. Có lẽ khoảng tầm 3060Ti hoặc là 3070Ti, 3070 ấy thì mới là hợp cho việc độ phân giải 2K. Nhưng mà mình chơi với những game như Apex Legends này, Warzone này thì cũng khó mà đạt được 240Hz toàn phần, tất cả mọi lúc ở trên một chiếc màn 2K phải lắm nha anh em nhá. Thế nên là mình nghĩ là các bạn nếu mà cái sự lựa chọn hợp lý hơn thì khoảng 144-160Hz thôi cho 2K. Còn nếu mà bạn nào mà muốn chơi 240Hz ấy thì nhớ mua mấy cái màn ngon ngon một tí, như là Visionix XG2431 hoặc là một chiếc màn hình BenQ XL25 41K thì phải, nhớ như thế. Đấy, nói chung là chọn những cái màn như thế cho chuẩn chỉnh nhá. 240Hz thế thì eSports chúa tể rồi đấy các bạn ạ. Rồi. Và câu hỏi cuối cùng của số hôm nay chúng ta sẽ có đó chính là lắp B560M 4GB RAM. Tức là một chiếc có vẻ như là bạn đang lắp TUF đúng không? Mình đoán thế thôi nhá. Cộng với cả i5-10400F đã là tối ưu nhất chưa? Bạn ấy đang mong muốn nhận được một sự khen ngợi đấy. Không ạ nhá. Nhưng mà sao dùng nhiều khe RAM ấy? Không cần.
Thực ra thì dùng nhiều khe RAM nó cũng không cần thiết lắm. 4 khe RAM này không biết với dung lượng bao nhiêu. Bạn ấy không tức nói là 4 rõ khe RAM này. Tức là bạn ấy đang nói là cái main của bạn có 4 khe RAM thôi. À. Thì chắc là thế thôi. Thì bạn ấy có gắn bao nhiêu khe thì mình không biết, nhưng mà chắc là bạn đang chạy đua channel 2 thanh. Hy vọng thế. Thế tức tầm main tầm này đa số là 4 khe mà. Không không, B560M nhá, mà phiên bản thấp ấy chỉ có 2 khe thôi. Đây là B5. B560M. À, xin đấy. Thì phiên bản thấp là có 2 khe thôi, tức là những cái main sẽ hơi tiểu một tí. Ừ. Nhưng với những main 4 khe thì nó sẽ main kiểu cao cấp hơn một tẹo. Tầm khoảng tầm. Nói chung bạn ấy chỉ hỏi cái sự tương thích giữa cái main với cái và cái CPU. Đấy. Ừ. Bạn đang muốn nhận lời khen. Cái bốn, tự nhiên chị bị chú ý là cái 4 khe RAM. Ừ, em lúc đầu đọc cũng nghĩ thế. Nhưng mà hoặc là bạn đang lắp 4 khe hoặc là bạn đang lắp nếu mà bạn đang lắp 4 khe nhá thì mình khuyên là không. Tại vì là cái RAM controller của những cái main board thì kiểu đời chung chung như thế thì nó cũng không đến mức quá là tốt đâu. Mà kể cả nhá, bây giờ nhá, Z690 nhá, 4 khe RAM cũng không thể nào đạt được cái mức XMP mà nó mong muốn. Thế cho nên là bạn chỉ nên cắm tầm 2 khe dual channel. Khe 3 và khe 2 và khe 4 nhá. Và tiếp theo nữa này là chúng ta sẽ còn có đó chính là bạn còn bảo là i5-10400 của tôi có hợp lý với cả B560 không? F nhá, câu trả lời là không rồi nè. Thế thì chị Phương ạ, cái này nó rất là dễ, nó đơn giản thôi. Tại vì anh Kiên đang là một người gặp cái trường hợp bên này. Anh Kiên cũng đang là một người gắn main B560 với. Tức là với cả một CPU đời 10. Tức là B560 là chipset cho đời 11 ý. Với cả một CPU đời 10 thì anh ấy vẫn gắn được. Tất nhiên rồi, mọi thứ vẫn chạy rất bình thường, rất là vui vẻ và hạnh phúc luôn. Nhưng mỗi tội là không sử dụng được khe SSD đầu tiên. Không sử dụng khe M2 đầu tiên anh em ạ. Tại vì khe đấy nối trực tiếp với cái CPU. Và cái CPU đấy thì không hỗ trợ. Đấy. Thế nên là để tối ưu nhất nhá, một là bạn gắn xuống B460, hai là bạn nâng lên CPU đời 11 cho mình, hoặc là nhá, tối ưu top 1 luôn, bạn nâng lên đời 12 cho mình. Ok chưa? Thế thì phải nâng luôn cả. Đúng rồi. Thế tối ưu quá. Tối ưu quá. Đó là chúa tể của tối ưu đâu. Nói chung là bây giờ, nói chung là recommend CPU là thế hệ thứ 12 của Intel là rất tốt đúng không? Ừ, 12 rất tốt. Và sắp tới sẽ có đời 13 và đời 7000 của AMD nữa anh em nhá. Để xem cuộc chiến giữa 7000 và 13 xem ai sẽ là người chiến thắng, chứ 12 là thắng rồi đấy. Nghe 12 thắng rồi, 12 thắng chập luôn đấy, thắng nghìn luôn đấy. Thắng đậm luôn. Ừ. Rồi, nói chung đấy là hôm nay chương trình ngày hôm nay chúng ta đã kết thúc rồi. Số Q&A thứ 6 của chúng ta sẽ được phát vào mỗi tối của thứ 7 tuần thứ 2 và tuần thứ 4. Và ngoài ra chúng mình đã có thêm một cái series mới là hướng dẫn mọi người, như mình nói ở đầu video ấy, là hướng dẫn mọi người cách sử dụng các driver hay là cách sử dụng mọi thứ liên quan đến đồ công nghệ. Đúng thậm rồi. Chí là đồ văn phòng các thứ vân vân luôn. Có những thứ nó thực sự là những câu hỏi không tên ấy, kiểu thế. Thì cái số đấy bọn mình sẽ phát vào tối chủ nhật hàng tuần nhá. Thì lịch bọn mình sẽ hẹn nhau là cứ thứ 7 hàng tuần và chủ nhật hàng tuần, thì cứ lên Hà Com để xem những cái thông tin hữu ích nha. Đúng rồi, nói chung là cái mục đấy để dành cho các bạn không bị các con vợ ở trên mạng lừa cả. Ok nhá. Rồi xin chào, hẹn gặp lại anh em tại số tiếp theo. Bye bye.